Chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với kênh Bản Vẽ Nhà. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Nếu như bạn nào chưa đăng ký kênh Bản Vẽ Nhà thì các bạn hãy nhớ đăng ký kênh để đón xem những video thiết kế về mẫu nhà mới nhất từ kênh Bản Vẽ Nhà nhé. Từ đó thì các bạn sẽ có những cái mẫu nhà tham khảo sau khi các bạn xây dựng. Còn hôm nay thì kênh Bản Vẽ Nhà xin giới thiệu cho các bạn một mẫu nhà 2 tầng chữ L mái. Đây là toàn cảnh về mẫu nhà mình vừa mới thiết kế ra. Thì các bạn có thể nhìn nhìn trên màn hình. Đây là một mẫu nhà chữ L nhé các bạn nhé. Đó. Với một cái khung cảnh, một cái mẫu nhà mà có diện tích với mẫu nhà thì đang có diện tích chiều rộng của ngôi nhà là 8,20 và chiều dài của nó là gần 12 mét nhé các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ xây dựng được cái mẫu nhà này. Đây là một cái mẫu nhà mà mình cảm thấy rất chi là đẹp và ưng ý nha các bạn nhé. Nếu như bạn nào mà sắp xây dựng nhà thì các bạn có thể cân cân nhắc và xây dựng cái mẫu này của mình thiết kế ra, thì các bạn có thể xem tổng thể. Về phía trước thì mình có thiết kế là sảnh này, ban công đó, thì nhìn nó rất là đẹp và nó có cái điểm nhấn cho cái ngôi nhà các bạn. Và đặc biệt là ngôi nhà này mình thiết kế với rất nhiều những cái khuôn viên để chúng ta trồng những cái cây xanh ở trước khu vực mặt tiền nhà này, cửa sổ, nói chung là làm gì cho để cho cái ngôi nhà của chúng ta sẽ được nhìn nó sẽ tươi xanh hơn nữa đó. Và sân vườn đó mình đã thiết kế rất chi là hợp lý rồi. Cũng rút kinh nghiệm lần trước, nhiều bạn cũng bảo là muốn cái video được chất lượng hơn thì mình cũng đã là bắt đầu triển khai là sẽ làm thêm cái phào chỉ phụ họa đấy, thì cho cái ngôi nhà nó đỡ đơn điệu hơn cho các bạn là xem, và các bạn sẽ tưởng tượng chừng mến hơn đó. Thì lần này mình sẽ làm cái video nó có thể là nó sẽ chi tiết hơn một chút đó, nhưng mà để mình làm những cái video chi tiết này thì mình mất nhiều thời gian hơn những cái video mà mình chỉ cần là vẽ và để cho các bạn hiểu cái bố trí bên nhà đó. Thì đây là phía bên ngoài của ngôi nhà. Rồi bây giờ thì xin mời tất cả các bạn vào và cùng với mình vào tham quan cái mẫu nhà này sẽ được thiết kế và bố trí như thế nào nhé. Đây là cái kích thước của cái ngôi nhà này nhé các bạn nhé. Đó. Thì các bạn có thể dừng lại và các bạn xem đó là kích thước của sàn 1 và kích thước của sàn 2 thì cũng như là sàn 1 thôi các bạn ạ. Nó cũng không có cái gì là khác hết. Đó thì chúng ta sàn 1 thì chúng ta có tường ở đâu thì chúng ta cứ xây dựng theo cái sàn 1 sàn 1 như vậy. Đó, sàn 1 dầm ở đâu thì chúng ta sàn 2 chúng ta cũng sẽ xây tường lên. Đó là cái tối thiểu cho một cái cấu của một cái ngôi nhà xây dựng nhé. Các bạn nên nhớ là sàn tầng ở dưới thì chúng ta cũng sẽ xây tầng trên như vậy tương đối. Còn nếu như những cái vị trí nào nếu mà chúng ta không xây như tường ở dưới và ở trên thì chúng ta sẽ phải có sự gia cố về cốt thép móng cho cái khu vực để chúng ta có thể xây được cái tầng ở trên. Đó, đây là kích thước này. Các bạn tự vào để các bạn xem và các bạn tìm hiểu nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào và xem cái ngôi nhà này nó sẽ được thiết kế như thế nào. Ok, đây những cái kẻ này là mình đang thiết kế những cái phào các bạn nhé, phào nên là nó sẽ có rồi. Ok, mình chỉ có cho nó vào đúng cái khung các bạn nhé. Rồi đây là khu vực phòng khách này. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái sảnh. Sảnh thì đây mình sử dụng là với hai bậc vào lên trên đến bậc bậc hiên nữa là 3 bậc các bạn nhé. Đây là khu vực khách này. Đó. Khu vực phòng khách thì ở đây đang có cái diện tích là 4,40 các bạn nhé. 4,40 là đoạn từ đây đến đây là 4,40 4,4 mét
và chiều rộng của ngôi nhà này là chỗ phòng khách này là 4,15 các bạn. Vậy thì chúng ta sẽ có khu vực phòng khách tương đối là sử dụng là ok, nó rơi khoảng tầm gần 25 m2 các bạn nhé. Tiếp đến là chúng ta sẽ có khu vực phòng cầu thang này. Đó, cầu thang thì chúng ta sẽ có ở dưới gần cầu thang thì chúng ta sẽ để cái cửa và đi vào khu vực vệ sinh. Ở đây khu vực vệ sinh mình có thiết kế khu vực cầu thang với chiều dài của nó là 2,75 các bạn nhé. Từ đoạn này đến đoạn này là 2,75 này. Và tiếp đến là khu vực phòng nhà vệ sinh mới có diện tích là chiều rộng là 1,4 mét nhé các bạn nhé. Với khu vực phòng vệ sinh mà rộng đến 1,4 mét thì mình nghĩ là nó rất là rộng rãi và đủ để cho gia đình của chúng ta sinh hoạt. Và tiếp đến là khu vực phòng bếp sẽ được mình bố trí ở cuối cái nhà này. Okay. Và kế đến là chúng ta đang kế đến là chúng ta sẽ vào khu vực phòng ngủ nhé các bạn nhé. Chúng ta sẽ có một cái khu vực phòng ngủ phải nói là tương đối là rộng rãi đấy các bạn ạ. Khu vực phòng ngủ này có diện tích là 3,7 chiều rộng nhé các bạn nhé. Chiều rộng của nó sẽ là 3,7 các bạn. Chiều rộng từ đoạn này đến đoạn này là sẽ là 3,7 này. Đây là 3,7 và chiều dài của nó là 4,75 nhé các bạn nhé. Vậy thì đây sẽ là một cái phòng ngủ vô cùng là rộng rãi cho bố mẹ sinh hoạt đó. Và tiếp đến là chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu khu vực tầng 2 với một cái thiết kế là mình sẽ tạo những cái điểm nhấn phào nhé, chạy bao quanh khu vực rừng phía trước và mặt tiền sẽ làm cho cái ngôi nhà của chúng ta sẽ được đẹp hơn đó. Các bạn có thể thấy những cái khu cửa này chúng ta sẽ dùng những cái đèn phào, và những cái cửa sổ thì mình bố trí tất cả những cái cửa sổ thì sẽ giúp cho ngôi nhà của chúng ta sẽ được thoáng hơn rất là nhiều các bạn. Rồi đây là khu vực tầng 2. Khu vực tầng 2 thì được thiết kế với một cái hai khu ban công cho các bạn nhé. Và đằng trước thì chúng ta sẽ sử dụng lan can kính nhé các bạn nhé. Đây. Đó. Và tất cả những cửa thì chúng ta thiết kế là cửa gỗ. Tùy cái gia chủ thôi. Đằng trước thì chúng ta sẽ có một cái mái che này. Mái che này chúng ta có thể sử dụng là vách kính kính ở trên các bạn nhé. Kính hoặc là nhựa đều được. Đó, các bạn có thể cân đối nhé, cân đối tài chính của các bạn để che mưa che nắng ở đây và tạo cho ngôi nhà nó được đẹp hơn, cho cây xanh đó. Đây khu vực tầng 2. Khu vực tầng 2 thì chúng ta sẽ có cái sự thiết kế là nó chính là cầu thang và đi lên đó. Cầu thang đi lên thì chúng ta sẽ có một cái lối đi này các bạn, và chúng ta sẽ có một tiếp đến là khu vực vệ sinh này và hai ba phòng ngủ các bạn nhé. Nếu như các bạn nào mà muốn bố trí phòng thờ thì các bạn có thể là bố trí một phòng thờ ở đây và chúng ta vẫn có ba phòng ngủ rất chi là đẹp các bạn nhé. Đấy. Rất chi là đẹp với mẫu nhà này. Thì kích thước của cái phòng ngủ này thì các bạn có thể là tham khảo ở dưới, thì nói chung là nó cũng như mình bảo rồi, là sẽ chọn đối tượng và sẽ cho các bạn xem. Một mẫu nhà mình nghĩ là nó quá chi là tuyệt vời các bạn. Tất cả những cái phòng ngủ ở đây thì phòng ngủ này cũng sẽ rộng, nó bằng cái phòng khách ở dưới và phòng ngủ này thì sẽ bằng phòng bếp và phòng ngủ này. Nói chung là tất cả những cái phòng ngủ của ngôi nhà này sẽ có kích thước là từ 10
16 mét vuông trở lên các bạn, rất là rộng rãi. Và đằng trước chúng ta sẽ bố trí những cái cửa sổ này, vách ngăn này. Nhiều bạn á, nếu như mà bạn nào ấy mà xem cái video của mình ấy, mà các bạn không mà các bạn cũng làm trong cũng biết sơ qua về về xây dựng ấy, thì chắc chắn là các bạn cũng có thể nhìn cái mẫu nhà của mình và các bạn cũng có thể xây dựng lên. Mình chắc chắn rằng cái điều đó. Mình chắc chắn luôn về cái điều đó. Các bạn muốn bố trí dầm của cái ngôi nhà này thì mình nghĩ rất là đơn giản thôi. Bạn cứ thấy những cái góc bò này. Đấy, thì các bạn phải tham khảo những người xây dựng nhé các bạn nhé. Xây dựng, những người xây dựng người ta sẽ cho các bạn, đấy là những đối với những bạn mà không muốn mua cái kiểu thiết kế thì các bạn có thể là nhờ những người làm trong xây dựng, người ta sẽ bố trí cho các bạn móng dầm. Ví dụ như ngôi nhà này sẽ có 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và chỗ này là sàn cầu nha các bạn nhé, 8, 9, 10. Đó, những cái điểm gốc, góc là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó. Chúng ta sẽ nối cái này sang, đó, 7, 8, 9, 10, mười mấy cái cột đó các bạn. Đó, thì này chúng ta sẽ bố trí được cái dầm thôi. Tiêu chuẩn bố trí dầm thì các bạn có thể là lên trên mạng các bạn tham khảo, nhưng đối với mình thì tiêu chuẩn và của nó thì nó rơi vào tầm 4m, 3m, đó là trong cái tiêu chuẩn và chúng ta bố trí dầm. Và đối với ngôi nhà này thì chúng ta dùng dầm 500, là dùng 500 và dùng sắt phi 18 toàn bộ, thì chắc chắn rằng nó sẽ cấu trúc của ngôi nhà nó sẽ rất là vững chắc, thì yên tâm hơn. Nhiều bạn lăn tăn với cái việc sử dụng là sắt phi 18 và phi 16. Mình xin nói thật với các bạn là phi 18 và phi 16 ấy, nếu như các bạn lăn tăn thật ra thì phi 16 và phi 18 nó cũng chỉ chênh nhau có 100.000 một cây thôi. Vị chi thì nếu như bạn mua 100 cây sắt phi 18 thì các bạn mất 10 triệu, đúng không? Thì chúng ta dùng phi 18 được và chắc đó. Thì hôm nay mình xin giới thiệu cái mẫu nhà 2 tầng chữ L đó. Rất chi là đẹp dành cho tất cả các bạn. Nếu như các bạn mà yêu quý kênh của mình thì các bạn hãy nhớ là đăng ký kênh để ủng hộ cho mình, để mình có thêm những cái động lực, hoặc là có những thêm những khách hàng mà muốn đặt bản vẽ bên mình đó. Bạn nào muốn không muốn mua bản vẽ nhá, mà muốn làm một cái, các bạn nào muốn mình vẽ cho các bạn một cái ngôi nhà mà nó như cái video này, thì mình sẽ lấy phí rẻ thôi đó, phí rẻ uống cốc cà phê đó. Thì mình vừa làm video mà mình cũng vừa làm được ngôi nhà cho các bạn thì cũng được tầm 2-300 nghìn. Bây giờ xin chào và gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình.